Hãng tin Reuters đưa tin bão Graton đổ bộ vào khu vực thành phố Cao Hùng, Đài Loan vào trưa 3 tháng 10 với sức gió yếu hơn so với dự báo ban đầu khá nhiều. Tuy nhiên, các nhà chức trách thành phố Cao Hùng vẫn khuyến cáo người dân ở nhà vì mưa lớn, gió mạnh, chiều cường và thủy triều dâng cao. Thị trưởng thành phố Cao Hùng Trần Chí Mai bày tỏ sự lo ngại khi hiện tại vẫn còn nhiều người đi lại trên phố. Một số khu vực ở phía đông Đài Loan ghi nhận lượng mưa hơn 1,6 mét khiến đá và bùn đổ xuống đường. Các chuyên gia thời tiết Đài Loan dự báo cơn bão sẽ di chuyển chậm lên vùng đồng bằng phía tây Đài Loan và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong ngày 4 tháng 10, trước khi tiến vào Đài Bắc. Theo thông tin từ Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Đài Loan, tính đến 20 giờ ngày 2 tháng 10, gió lớn và mưa do bão Graton khiến 2 người chết, 102 người bị thương và 2 người mất tích. Giới chức Đài Loan cho biết đã có 9.597 người dân ở 12 thành phố, quận, huyện được sơ tán đến nơi an toàn, tính đến 20 giờ ngày 2 tháng 10. Trong khi đó, theo Cơ quan Y tế và Phúc lợi Đài Loan, tính đến 21 giờ ngày 2 tháng 10, các nhà chức trách địa phương đã dựng 115 nơi trú ẩn tạm thời, đưa 1.896 người đến tạm lánh bão. Cơ quan Kinh tế Đài Loan xác nhận hơn 58.000 hộ gia đình mất điện do bão. Cũng theo Cơ quan Kinh tế Đài Loan, hiện chỉ còn 3.490 hộ gia đình vẫn còn mất điện.